Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 37. Thiên Đạo Tông, sắc mặt Cốc Thanh Sơn trở nên vô cùng quái lạ. Theo ông biết trên thế giới này chỉ có một Thiên Đạo Tông, đó là Đạo Tông cướp gà trộm chó, chuyên dở mấy trò trộm đạo. Tông môn này không có tông chỉ, thành viên tông môn đều chạy tán loạn bốn phía, chủ yếu là do họ làm quá nhiều chuyện thất đức nên ở lại tông sẽ bị người ta đánh chết. Mà sở dĩ Cốc Thanh Sơn không nghe thành Thiên Đạo Tông, lẽ trời là bởi vì cái tên Thiên Đạo ơ, này không phải tông môn nào cũng xứng có được. Trong phạm vi Côn Luân thì không ai dám lấy hai chữ Thiên Đạo ơ này để đặt tên. Cho nên ông tin chắc là Thiên Đạo Tông mà Lục Vân nói không phải là Thiên Đạo Tông, lẽ trời. Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo kia là thế nào? Cốc Thanh Sơn rất hoang mang, trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo kia của Lục Vân thì nhìn không được nói thầm trong lòng. Từ khi nào mà đệ tử của tông môn cướp gà trộm chó lại cảm thấy tự hào như vậy? Ông cảm thấy rất khó hiểu. Lục Vân nhìn thấy sắc mặt quái dị của ông thì đắc ý nói một câu, Cốc tông chủ, ông không cần phải ao ước, Thiên Đạo Tông có tiêu chuẩn rất cao, không phải người nào cũng được gia nhập. Nhưng nếu ông chịu từ bỏ thân phận tông chủ Đan Dương Tông của mình thì tôi có thể phá lệ để ông gia nhập Thiên Đạo Tông, trở thành đệ tử của tôi. Khụ khụ, không cần không cần. Thật vinh hạnh được anh Lục coi trọng, nhưng sự yêu thương này quá nặng nề, tôi không chịu đựng nổi. Cốc Thanh Sơn vội vàng từ chối. Lục Vân nói, Cốc tông chủ khách sáo với tôi như vậy làm gì, tôi nói ông được thì ông nhất định được. Không được không được, lão già chết tiệt, có phải ông không nể mặt hay không? Cốc Thanh Sơn suýt ứa nước mắt. Đương nhiên Lục Vân chỉ đang đùa với ông một chút thôi. Rất nhanh Cốc Thanh Sơn đã chú ý tới linh hỏa trên tầng thứ 11 của Đan Dương Tháp đã biến mất. Cả tòa Đan Dương Tháp mất đi nguồn cung cấp nhiệt độ. Anh Lục, linh hỏa tầng này bị anh lấy đi rồi sao? Cốc Thanh Sơn hỏi. Ông vừa xông vào Đan Dương Tháp, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện Chu Ma. Nên không chú ý tới nhiệt độ trong tháp thay đổi lúc này bình tĩnh trở lại mới nhận ra không thấy linh hỏa đâu. Lông mày tóc đều bị đốt rụi còn nói mình chưa từng nhìn thấy linh hỏa. Ai mà tin chứ? Đồ đần mới tin, Cốc Thanh Sơn mới tin. Dù sao Lưu lão không quan tâm linh hỏa cái gì, nhiệm vụ của lão chính là trông coi Đan Dương Tháp chờ đợi người thừa kế ý chí của Thanh Đế đến. Hiện tại rốt cuộc đã đợi được người thừa kế, về sau Lưu lão đã tự do, lão chuẩn bị rời khỏi Côn Luân ra ngoài đi một vòng để cảm nhận không khí của thế tục. Còn chuyện Đan Dương Tháp sụp đổ cũng không liên quan đến lão, càng đừng nói đến linh hỏa kia. Mà khác biệt rõ ràng với lão chính là Cốc Thanh Sơn vẻ mặt buồn thiu. Linh hỏa cực kỳ quan trọng đối với Đan Dương Tháp, bởi vì linh hỏa cung cấp nhiệt lượng có thể giúp đan đỉnh trong tháp luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Đan đỉnh phẩm chất càng cao thì càng cần nhiệt lượng cung ứng. Hiện tại linh hỏa biến mất, không cách nào tiếp tục cung cấp nhiệt độ nên về sau Đan Dương Tháp này chỉ là một công trình kiến trúc bình thường dùng để chứa đan đỉnh. Cốc Thanh Sơn đau lòng muốn chết. Lục Vân biết mà còn hỏi. Cốc tông chủ, hôm nay tâm tình của ông không tốt sao, sao sắc mặt khó coi như vậy? Khóe miệng còn giật giật nữa. Cốc Thanh Sơn, Lưu lão đột nhiên nhớ tới một việc, nói, cậu Lục, quên nói một chuyện với cậu, cậu được ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì về sau chắc cũng đi theo con đường luyện đan này, nên được phối một cái đan đỉnh. Đan đỉnh trên tầng thứ 10 tên là Càn Khôn Đan Dương Đỉnh, là đỉnh mà tông chủ nhiệm kỳ trước của Đan Dương Tông sử dụng. Mặc dù kém Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng cũng miễn cưỡng dùng được. Hay cậu nhận nó đi. Cốc Thanh Sơn. Tiên sư nhà ông không nói lời nào sẽ chết sao? Cốc Thanh Sơn tức giận thầm mắng trong lòng, đương nhiên cũng chỉ dám thầm mắng, căn bản không dám nói ra lời. Ai bảo vai vế của Lưu lão cao hơn ông chứ? Nhưng thật khó chịu, Cốc Thanh Sơn không xen vào được ý chí truyền thừa của Thanh Đế bởi vì đó là lựa chọn của Thanh Đế. Nhưng những vật khác trong Đan Dương Tháp thì ông rất đau lòng. Linh hỏa mất thì thôi đi, hiện tại còn muốn nhắm vào Càn Khôn Đan Dương Đỉnh, làm sao Cốc Thanh Sơn có thể vui vẻ được. Lục Vân cười mà không cười liếc nhìn Cốc Thanh Sơn, sau đó quay lại già mồm nói, vậy thì ngại quá, nếu tôi lấy Càn Khôn Đan Dương Đỉnh đi thì chỉ sợ Cốc Tông Chủ sẽ không vui. Cậu Lục suy nghĩ nhiều, Cốc Tông Chủ không phải loại người hẹp hòi như, vậy, chỉ cần cậu có duyên với cái đỉnh kia thì cứ tùy tiện lấy đi. Tôi nói có đúng không, Cốc Tông Chủ? Lưu lão lại quyết định thay Cốc Thanh Sơn. Cốc Tông Chủ, ông xác định không ngại sao? Ha ha, không ngại. Thật sự không ngại. Thật không ngại.
Tôi là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, có được đại cơ duyên, ông không sợ tôi lấy cái đan đỉnh phía dưới đi sao? Nếu như thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho anh Lục. Ông thật dối trá. Lục Vân cố ý kích thích Cốc Thanh Sơn nhiều lần. Ai bảo ông muốn chu ma, ai bảo ông kiểm tra tôi, hiện tại gặp chuyện xui xẻo là do ông tự tìm. Lúc này Cốc Thanh Sơn thật sự sắp khóc, ông có thể không ngại sao? Ông có thể nói mình rất để ý sao? Lưu Lão đã nói đến vậy rồi, nếu Cốc Thanh Sơn bảo mình rất để ý thì không phải là hẹp hòi như Lưu Lão đã nói sao? Cứ hỏi hoài, thật là đáng ghét. Hiện tại Cốc Thanh Sơn mới phát hiện Lục Vân này thật cà trớn. Lục Vân thấy sắc mặt ông càng ngày càng khó coi thì tâm tình lập tức vui vẻ, vừa cười vừa nói, nếu Cốc Tông Chủ không để ý thì tôi từ chối cũng bất kính. Nói xong, hắn nghênh ngang đi xuống một tầng, bước vào tầng thứ 10. Cái đan đỉnh đỏ rực kia mất đi nhiệt độ do linh hỏa cung cấp nên không còn sáng bóng như trước đó. Nhưng vấn đề không lớn, Lục Vân cắt ngón tay bôi một giọt máu tươi lên đan đỉnh, đây là một khâu cần thiết để trao đổi với pháp bảo. Nếu như càn khôn đan dương đỉnh có phản ứng thì sẽ tiếp tục bước kế tiếp. Máu tươi bôi lên mặt ngoài cái đan đỉnh đỏ rực, cấp tốc bị hấp thu. Nhưng mà một phút trôi qua, đan đỉnh không có phản ứng gì. Hai phút trôi qua, đan đỉnh vẫn không phản ứng. Năm phút trôi qua, đan đỉnh vẫn không có phản ứng. Bình thường trôi qua thời gian dài như vậy mà đan đỉnh vẫn không có phản ứng chứng tỏ càn khôn đan dương đỉnh không có hứng thú với Lục Vân. Chỉ nghe thấy một tiếng ong vang lên, đan đỉnh cao cỡ nửa người đứng sừng sững trước mặt họ đột nhiên lấp lóe ánh đỏ, trong nháy mắt lại bay lên lơ lửng một cách quỷ dị. Ong, ong gồ, ong, tiếng động đó không ngừng vang lên. Mà mỗi một âm thanh vang lên thì hào quang màu đỏ thắm trên đan đỉnh lại lấp lóe một lần. Mỗi khi tia sáng lấp lóe một lần thì thể tích của đan đỉnh lại thu nhỏ một chút. Cuối cùng càn khôn đan dương đỉnh vốn nặng nề to lớn bỗng biến thành kích thước bằng nửa bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Lục Vân, còn không ngừng xoay tròn cọ qua cọ lại như một đứa bé ngoan nũng nịu. Cái này! Cốc Thanh Sơn lập tức trợn tròn mắt, bắp thịt trên gương mặt điên cuồng co rút, dùng sức chừng lớn hai mắt để lộ sự khó tin trong lòng ông. Thật sự khó mà tin được, quá trình pháp bảo nhận chủ tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhỏ máu chỉ là bước đầu tiên. Nếu như pháp bảo có phản ứng thì chứng tỏ nó có thiện cảm với người nhỏ máu. Nhưng điều này không có nghĩa là nhận chủ thành công. Tiếp theo pháp bảo còn đưa ra khảo nghiệm của nó, người thông qua khảo nghiệm mới xem như nhận chủ thành công. Nhưng trước mắt lại là tình huống gì? Lục Vân chỉ bôi một giọt máu lên càn khôn đan dương đỉnh mà nó đã nhận chủ rồi. Không cần phải khảo nghiệm luôn sao? Máu của Lục Vân trâu bò thế à? Cốc Thanh Sơn vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Lưu Lão cũng không khống chế được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, cơ duyên này quả nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh được. Hễ là người có được đại cơ duyên thì trên người chắc chắn sẽ có một hai loại đặc tính khiến người ta ao ước đến phát cuồng, ví dụ như trời sinh hòa hợp với pháp bảo. Có lẽ Lục Vân chính là loại người như vậy. Lưu Lão phục sát đất. Cốc Tông Chủ, thật rất cảm tạ ông. Lúc này Lục Vân đột nhiên nhìn về phía Cốc Thanh Sơn, cổ quái mở miệng nói. Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ màn NS Lục đừng nói như vậy, được càn khôn đan dương đỉnh tán đồng là bản lãnh của anh, không cần cảm tạ tôi. Không được, vẫn phải cảm tạ Cốc Tông Chủ. Lục Vân nghiêm túc nói, ban đầu đan đỉnh này không có phản ứng, tôi còn tưởng rằng thật sự thất bại, nhất định là Cốc Tông Chủ an ủi tôi làm cảm động nó nên nó mới nhận tôi làm chủ. Phốc, Cốc Thanh Sơn suýt phun máu. Vừa rồi ông thật lòng an ủi sao? Rõ ràng là trong lòng mừng thầm, Lục Vân nói những lời này thật sự quá đáng giận. Giết người chu tâm. Cốc Thanh Sơn có xúc động mãnh liệt muốn tự sát. Tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại. Cốc Thanh Sơn không ngừng hít sâu, qua một hồi lâu rốt cục cũng bình phục oán niệm trong lòng rồi trịnh trọng nói, anh Lục, đây là cơ duyên của anh, tôi chúc phúc anh. Sau khi không chút khách sáo nhận lấy càn khôn đan dương đỉnh, Lục Vân lại đi xuống tầng thứ 3 của đan dương tháp. Mặc kệ hắn bị gài tiến vào đây, nhưng Cốc Thanh Sơn có sai một câu không nói, Lâm Thanh Đàn cần cái đỉnh thứ 2 để đạt được hiệu quả che giấu tai mắt. Lục Vân nhất định phải giúp Lâm Thanh Đàn chọn lựa một cái đan đỉnh, không thể có phẩm chất quá cao, nhưng cũng không thể quá phế. Tầng thứ 3 là vừa vặn.
Lục Vân dựa theo hiểu biết của mình về tính cách của Lâm Thanh Đàn mà giúp cô chọn một cái đan đỉnh thể tích không lớn, kiểu dáng tinh xảo, rõ ràng càng thích hợp cho phụ nữ sử dụng. Cốc Thanh Sơn chủ động lấy ra một cái túi như túi thơm mà nói, loại túi thu nạp này là pháp khí, có thể thu đan đỉnh vào bên trong, hầu như môn nhân của Đan Dương Tông đều có một cái. Túi thu nạp. Lục Vân nhịn không được cảm khái, những tông môn côn luân này quả nhiên là giàu sụ, pháp khí như vậy mà trong tay mỗi người đều có một cái. Thật là mở mang hiểu biết. Khó trách Lưu lão có thể đột nhiên biến ra một cái áo choàng, thì ra là nhờ túi thu nạp này. Kỳ thật càn khôn đan dương đỉnh mà Lục Vân vừa thu phục có thể chữ vật được, hơn nữa không gian trong đó lớn hơn túi thu nạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái túi thu nạp này của Cốc Thanh Sơn rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Thanh Đàn, Lục Vân không nói thêm gì. Sau khi làm xong những chuyện này, Cốc Thanh Sơn sắc mặt nặng nề nói, anh Lục, anh là người thừa kế chuyện ý chí của Thanh Đế, hiện tại người biết tin này còn không nhiều. Tôi đề nghị là giữ bí mật. Tuy phần lớn mọi người đều nguyện ý qua lại với người có khí vận lớn, nhưng không thể không có lòng phòng bị, rất khó đảm bảo không xuất hiện một vài tiểu nhân có tâm tư đố kỵ. Ở đâu cũng có kẻ ganh ghét, rất nhiều người không muốn thấy ai tốt hơn mình, cũng có vài tên biến thái thuần túy chỉ muốn hành hạ giết chết thiên tài để chiếm được khoái cảm. Cái này không thể không phòng, Cốc Thanh Sơn tiếp tục nói, đương nhiên đây chỉ là đề nghị cá nhân của tôi thôi. Nếu như anh Lục rất hưởng thụ cảm giác được vạn người ngắm nhìn thì lộ ra cũng không sao. Đúng là có rất nhiều kẻ ganh ghét, nhưng đa phần chỉ đố kỵ, biến thái thật sự dám làm thẳng tay vẫn là rất ít. Dù sao đây cũng là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, người chính thức có được đại cơ duyên, lỡ hắn sống sót thì sau này sẽ là một cổ máy báo thù cực đoan kinh khủng. Tông chủ, rốt cuộc người vừa nhảy ra là tu ma giả hay là người thừa kế ý chí của Thanh Đế? Mấy trưởng lão Đan Dương Tông nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó họ nghe tông chủ nói trong Đan Dương Tháp có một đại ma, đã chuẩn bị khởi động đại trận hộ sơn, kết quả vào thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Cốc Thanh Sơn đành vào tháp xem, những trưởng lão họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cốc Thanh Sơn nghiêm túc nói, trước nay Đan Dương Tông chúng ta chưa từng xuất hiện tu ma giả, mọi chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm. Đám người kinh ngạc. Sau đó họ kịp phản ứng, ý của tông chủ là người vừa đi ra không phải tu ma giả, vậy chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Sở dĩ hắn bọc kín như vậy chỉ vì che giấu thân phận. Khó trách tông chủ không để họ đuổi theo. Những trưởng lão này cũng rất tò mò về thân phận của người thừa kế ý chí Thanh Đế giống như những đệ tử tông môn, nhưng hiện tại xem ra muốn biết thân phận của người kia là không có khả năng. Thật là đáng tiếc. Trong đông đảo trưởng lão, chỉ có Mộc Bình mới biết Lục Vân chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Chuyện xảy ra hôm nay làm chấn động tất cả mọi người ở Đan Dương Tông. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Đầu tiên là xuất hiện một tu ma giả kinh khủng, sau đó lại truyền ra tu ma giả là hiểu lầm, thân phận chân chính của người kia là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế đó. Đây cơ duyên to lớn là cỡ nào? Có thể nói là cơ duyên mà vô số người cả Đan Dương Tông tha thiết ước mơ muốn có được. Các nam đệ tử của Đan Dương Tông rất muốn biết thân phận của người kia, nhưng lại sợ sau khi biết thì sẽ không nén được đố kỵ, vì thế cực kỳ mâu thuẫn. Mà các nữ đệ tử thì thuần túy hơn nhiều, trừ trường hợp cá biệt ra thì phần lớn nữ đệ tử không có lòng háo thắng bằng nam đệ tử, tất nhiên không có lý tưởng hùng vĩ như vậy. Trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế sao? Ngủ đi nằm mơ còn được. Tuy nói như thế, nhưng các cô lại càng bức thiết muốn biết thân phận của người thừa kế hơn các nam đệ tử Đan Dương Tông. Thanh niên đầu chọc này chính là Lục Vân. Không đúng, phải nói thanh niên đầu chọc bảnh trai này chính là Lục Vân. Mấy ngày nay hắn nhất định phải ở lại Đan Dương Tông, bởi vì lúc trước trên người hắn bùng nổ ra khí tức tu ma giả, làm Lâm Thanh Đàn bị thương nhẹ. Lúc ấy Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế nên tất nhiên không thể chịu chút quấy nhiễu nào. Kết quả trong giai đoạn quan trọng nhất lại đột nhiên có một khí tức vô cùng kinh khủng hung ác mãnh liệt tràn đến, mặc dù lui đi cũng nhanh, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến Lâm Thanh Đàn. May mà cô bị thương không nặng cộng thêm Đan Dương Tông không bao giờ thiếu đan dược chữa thương nên rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã khôi phục. Nhưng cô cần lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế lại lần nữa. Bởi vì lần đầu tiên bị đánh ngang nên lĩnh ngộ lần thứ hai càng gian nan. Trong lòng Lục Vân rất áy náy.
Lúc ấy tâm tình của hắn bị linh hỏa ảnh hưởng, thực sự không khống chế nổi nên mới bắn ra một vài thứ không nên tung ra, kết quả lại làm Lâm Thanh Đàn chảy chút máu. Tính cách của Lâm Thanh Đàn dịu dàng, khi biết khí tức kinh khủng kia đến từ Lục Vân thì cô chẳng những không trách cứ mà trái lại còn quan tâm hỏi han hắn một hồi. Nhất là lúc nhìn thấy lông mày và tóc của Lục Vân biến mất thì cô càng đau lòng. Lục Vân không nhịn được cảm khái, người chị hai này của mình thật là hóa thân của thiên sứ nhân từ ở nhân gian, thực sự là quá dịu dàng, quá thiện lương. Tuyệt đối không thể phụ lòng cô. Trong mấy ngày ở lại Đan Dương Tông, gần như không ai phát hiện Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông. Hắn mặc trang phục của Đan Dương Tông, khi gặp đệ tử khác lại hết sức tự nhiên, dù cái đầu chọc bóng lưỡng kia thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác, hắn vẫn rất trấn định tự nhiên. Với tố chất tâm lý này, ai dám tin hắn không phải môn nhân của Đan Dương Tông. Mấy ngày nay, Lục Vân không ngừng trông thấy có những người của tông môn khác đến đây chào hỏi Đan Dương Tông, Cốc Thanh Sơn đều nhiệt tình tiếp đãi. Lục Vân không cần nghĩ cũng biết mục đích của những người kia tới nơi này làm gì. Cốc Thanh Sơn rất trượng nghĩa, lần nào cũng chỉ lấp lửng cho qua chuyện. Hôm nay Lục Vân vẫn đi dạo xung quanh Đan Dương Tông giống như hai ngày trước, bỗng một cô gái vóc người yểu điệu xinh đẹp đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lục Vân đột nhiên lên tiếng làm Vương Băng Ngưng giật nảy mình, vội vàng tránh qua bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vân, cậu là ai? Ai là chị vợ tư của cậu hả? Ha! Cô nàng này còn chơi trò làm bộ mất trí nhớ với hắn nữa. Lục Vân lại bước ra một bước, đi đến trước mặt Vương Băng Ngưng rồi véo mặt cô và nói, Vương Băng Ngưng, đầu óc chị vào nước sao? Buông tay! Trong chớp mắt, Lục Vân cảm thấy lạnh cả người, lập tức bắn ra khỏi người Vương Băng Ngưng, chỉ thấy cô cau mày liễu lại, gương mặt hết sức lạnh lẽo. Trong mấy người đồng hành của Vương Băng Ngưng, một thanh niên lớn tiếng nổi giận nói, cậu là đệ tử của trưởng lão nào mà dám vô lễ với cô Mạc Như? Vậy, bên cạnh có một cô gái giễu cợt, à, em trai đầu chọc này trông cũng rất đẹp trai, nhưng cách bắt chuyện này quá thô lỗ, dọa Thanh Uyển nhà chúng tôi rồi. Cô Mạc. Thanh Uyển, Mạc Thanh Uyển. Lục Vân lập tức há to miệng, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, hỏi, tên của cô là Mạc Thanh Uyển. Xác định không phải Vương Băng Ngưng sao? Anh nhận lầm người rồi. Mạc Thanh Uyển nhíu mày nói. Lục Vân tin. Bởi vì Vương Băng Ngưng tuyệt đối sẽ không dùng thái độ như vậy đối đãi với mình, hơn nữa sự lạnh lẽo vừa rồi rõ ràng không phải ngụy trang ra. Chứng tỏ cô gái có tướng mạo cực giống Vương Băng Ngưng trước mắt thật sự không phải là Vương Băng Ngưng. Khá lắm, đây là chị em song sinh. Lục Vân lập tức phản ứng lại, Mạc Thanh Uyển này và chị Tư của hắn nhất định là chị em. Đây là chuyện liếc mắt một cái là nhìn ra được. Cô gái bên cạnh Mạc Thanh Uyển lại mở miệng cười nói, cái gì mà nhận lầm người, tên này rõ ràng là cố ý dùng cách này để bắt chuyện, em trai đầu chọc. Đẹp trai, nếu em hiếu kỳ thân phận của Thanh Uyển thì có thể hỏi chị nhất định sẽ nói cho em biết. Hiểu Tuyết, cô đừng càn quấy. Mạc Thanh Uyển nhướng mày liễu lên, quát lớn Tôn Hiểu Tuyết một câu. Lục Vân thì nhếch miệng lên, thú vị nhìn Tôn Hiểu Tuyết và hỏi, vậy chị đẹp này ơi, rốt cuộc cô Mạc có thân phận gì vậy? Hi hi, nói cho em biết cũng không sao, chúng ta đều là học sinh của Vân Sơn Thư Viện, Thanh Uyển đến từ Mạc gia của Vân Sơn Thư Viện, mà tôi đến từ Tôn gia, thầy của chúng tôi là cùng một người. Tôn Hiểu Tuyết kiêu ngạo nói. Mạc Thanh Uyển thì lạnh mặt, tức giận nói, Hiểu Tuyết. Cô nói với cậu ta cái này làm gì? Cái này đâu phải bí mật gì, dù nói với cậu ta cũng không sao, hơn nữa. Tôn Hiểu Tuyết kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên, vừa vụng trộm dò xét Lục Vân vừa nhỏ giọng nói, nếu như cô không có hứng thú với cậu ấy thì có thể nhường cho tôi, cô không cảm thấy cậy ấy rất đẹp trai à? Thanh niên lên tiếng có tuổi tác khá lớn và mặc quần áo của Đan Dương Tông, hắn ta nghi ngờ đánh giá Lục Vân, hiển nhiên là rất hoài nghi về thân phận của Lục Vân. Đây là đệ tử Đan Dương Tông đầu tiên hoài nghi Lục Vân trong mấy ngày qua. Lục Vân vẫn rất trấn định, không chút hoảng hốt mà phản bác nói, đệ tử của Đan Dương Tông nhiều như vậy, anh chưa từng gặp tôi không phải rất bình thường sao? Không thể vì tôi đầu chọc mà anh kỳ thị tôi được. Buồn cười. Thanh niên cười lạnh một tiếng và nói, đúng thế, đệ tử của Đan Dương Tông ngàn ngàn vạn vạn, tôi không quen biết rất bình thường, nhưng lại không ai không biết tôi cả. Chảnh vậy. Lục Vân lập tức không nhịn được nhìn thanh niên này thêm vài lần, nghĩ thầm tên này thật tự luyến,
dám nói trong Đan Dương Tông không có đệ tử nào không biết hắn ta. Xem ra cũng là một nhân vật. Trả lời tôi, cậu là đệ tử của trưởng lão nào? Thanh niên lại hỏi, giọng điệu hùng hổ dọa người, hoài nghi đối với Lục Vân càng tăng mấy phần. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, không sợ nói thật cho anh biết, tôi thật sự không biết anh là ai, nhưng anh không thể dựa vào cái này mà hoài nghi thân phận của tôi, trước khi hỏi tôi không bằng anh tự giới thiệu trước đi. Lục Vân nói chuyện với thanh niên thuần túy là do muốn đùa giỡn. Nhưng có một điều là thật, hắn thật sự tò mò thanh niên này có thân phận gì mà lại nói ra được lời tự luyến như vậy. Thanh niên kiêu căng liếc Lục Vân một cái rồi kiêu ngạo nói, tôi là đại đệ tử thân truyền của Cốc Tông chủ Trương Vận, nói cách khác tôi là đại sư huynh. Của các đời đệ tử Đan Dương Tông, cậu không biết tôi. Hắn ta lộ ra ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ Lục Vân như muốn thấy được vẻ bối rối trên mặt hắn. Nhưng mà ai biết, chỉ thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện một tên đầu trọc, không nói hai lời đã xông lên vỗ vai Mạc Thanh Uyển, tiếp đó còn véo mặt. Mạc Thanh Uyển rồi gọi cô là chị vợ tư. Hành vi này quá dở hơi, rất không tôn trọng mỹ nữ. Trương Vận nhìn rất khó chịu. Mà làm hắn ta khó chịu nhất là tên đầu trọc này lại không nhìn đại sư huynh tông môn là mình, giống như hoàn toàn không quen biết. Sự thật chứng minh tên đầu trọc này không biết hắn ta thật. Trương Vận rất khó không nghi ngờ thân phận của người này, tự giới thiệu xong thì cặp mắt của hắn ta cứ nhìn chằm chằm tên đầu trọc, muốn tìm thấy biểu hiện chột dạ của hắn. Nhưng tên đầu trọc, cũng chính là Lục Vân, muốn bao nhiêu trấn định có bấy nhiêu trấn định, còn quay ngược lại chào phúng Trương Vận một câu, tôi còn tưởng là nhân vật gì lớn lắm, thì ra không gì hơn cái này. Cậu nói cái gì? Biểu cảm của Trương Vận lập tức âm trầm xuống. Tên đầu trọc trước mắt mặc quần áo của đệ tử Đan Dương Tông, chỉ cần là đệ tử của Đan Dương Tông thì phải tôn xưng Trương Vận một tiếng đại sư huynh. Nhưng sau khi hắn biết thân phận của Trương Vận thì không chỉ không thể hiện tôn kính mà còn dám nói những lời này, rõ ràng là không nể mặt. Hơn nữa còn làm hắn ta khó xử ngay trước mặt mỹ nữ. Trong lòng Trương Vận vô cùng khó chịu. Lục Vân không cam lòng yếu thế mà hỏi ngược lại, anh biết tôi có thân phận gì không? Thân phận gì? Trương Vận kiềm nén lửa giận. Lục Vân ưỡn ngực lên, bày ra dáng vẻ còn vinh váo hơn Trương Vận vừa rồi. Ngạo nghễ nói, người giữ tháp Đan Dương Tháp, Lưu Lão, anh biết không? Tôi chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu Lão. Dù sao cũng là khoác lác, cứ mặc sức chém gió đi. Trong Đan Dương Tông này vai vế của Lưu Lão còn cao hơn Tông chủ Cốc Thanh Sơn một bậc, được tính là người có vai vế cao nhất Đan Dương Tông. Trương Vận không phải đại đệ tử thân truyền của Cốc Thanh Sơn sao? Không phải là đại sư huynh tông môn sao? Không biết so với thân phận này thì ai lợi hại hơn? Đệ tử chân truyền của Lưu Lão. Trương Vận lập tức sửng sốt rồi rơi vào. Trầm tư, một lát sau lắc đầu và nói, không có khả năng, trước giờ tôi chưa nghe nói Lưu Lão thu đệ tử chân truyền. Đó là do anh nắm tin không nhạy, nếu anh không tin thì cứ việc đến hỏi Lưu Lão. Lục Vân khinh bỉ nói. Cậu, Trương Vận tức giận đến nghẹn họng. Lưu Lão có thân phận gì, một đệ tử của Đan Dương Tông như hắn ta có tư cách đến hỏi sao? Trương Vận liên tục ra tay mấy chiêu, kết quả đều bị Lục Vân dễ dàng tránh thoát, khiến sắc mặt hắn ta âm trầm đến mức đóng băng, thậm chí đã bắt đầu dâng lên sát khí. Đan Dương Tông cấm đệ tử trong môn phái tự giết lẫn nhau, nhưng Trương Vận nhận định tên đầu chọc Lục Vân này nhất định là giả mạo. Cho nên hắn ta ra tay rất tàn nhẫn. Lục Vân liên tục né tránh làm hắn ta càng không xuống đài được. Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nhìn hai người đột nhiên đánh nhau thì vội vàng lôi kéo cánh tay Mạc Thanh Uyển và nói, Thanh Uyển, mau khuyên họ đi. Cô còn muốn làm quen với em trai đầu chọc bảnh bao này, nếu như hắn bị Trương Vận làm hỏng mặt thì đáng tiếc biết chừng nào. Mạc Thanh Uyển nhíu mày lại và nói, Trương Sư Huynh, tôi không tính toán chuyện vừa rồi với cậu ta, các người đừng vì tôi mà tổn thương hòa khí đồng môn. Mặc dù cô là người của Vân Sơn Thư Viện, nhưng tuổi tác của Trương Vận lớn hơn cô nên cũng gọi một tiếng. Trương Sư Huynh. Mạc Thanh Uyển nghĩ nguyên nhân hai người đánh nhau là vì vừa rồi Lục Vân xúc phạm đến cô. Sắc mặt Trương Vận khó coi nói, cô Mạc, đây không phải là vấn đề cô so đo hay không, mà là vấn đề an toàn của Đan Dương Tông, tôi hoài nghi người này không phải là đệ tử của Đan Dương Tông. Một người không rõ thân phận đột nhiên trà trộn vào tông môn. Đây là vấn đề an toàn. Nói thế nào Trương Vận cũng không bỏ qua cho Lục Vân. Hắn ta tiếp tục ra tay.
Nhưng hắn ta còn không chạm được vào góc áo của Lục Vân, ngược lại làm mình mệt đến thở hồng hộc. Dù sao cũng là tu luyện giả chuyên luyện đan thuật, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ? Hiện tại Trương Vận rất hối hận. Vừa rồi hắn ta nên thuận theo ý Mạc Thanh Uyển thu tay lại, nếu lúc ấy dừng thì còn có thể phong độ nói một câu với Lục Vân, nể mặt của cô Mạc nên tôi tha cho cậu một mạng. Kết quả hiện tại thật sự không xuống đài được. Trương Vận cảm thấy vừa rồi mình nhất định là đầu óc bị lừa đá, nhưng cũng phải trách tên đầu chọc này quá lanh lẹ, thể lực cũng quá tốt. Cô Mạc, có thể làm phiền cô ra tay, giúp tôi bắt lấy tên đầu chọc này hay không? Trương Vận thực sự không giả vờ được nữa, chỉ có thể hạ mình thỉnh cầu Mạc Thanh Uyển có thực lực mạnh nhất ở đây hỗ trợ. Mạc Thanh Uyển trầm ngâm một chút rồi nói, được. Ghen tuông trong lòng Lục Vân bộc phát, gầm thét một tiếng và nói, cô kia, xem ra không cho cô một bài học thì cô không biết uy phong của ông đây. Tiếng giống vừa dứt, thân hình Lục Vân lóe lên, trong nháy mắt đã vào tới trước mặt Mạc Thanh Uyển, cười lạnh một tiếng rồi bá đạo đánh một chưởng ra. Chát, vừa nhanh vừa độc, vừa vặn đánh vào chỗ cong vỉnh kia của Mạc Thanh Uyển, làm giấy nên từng cơn gợn sóng. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều tắt ngúm. Trương Vận trợn tròn mắt, nhất thời quên luôn tiếp tục đánh Lục Vân. Tôn Hiểu Tuyết trợn tròn mắt, hơi hối hận vừa rồi tại sao mình không ra tay theo, nếu vậy không chừng em trai đầu chọc này cũng tiếp xúc thân mật như vậy. Với mình một lần, Mạc Thanh Uyển cũng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, thân thể như bị điện giật, run rẩy không thôi. Cô lớn đến tuổi này chưa từng bị đàn ông đánh mông, đây là sỉ nhục lớn đến mức nào. Ngay khi Mạc Thanh Uyển mất đi khả năng suy nghĩ mấy giây. Chát chát chát, lại mấy cái tát vang dội liên tục vang lên. A, à, Mạc Thanh Uyển hét lên một tiếng, rốt cục cũng tỉnh táo lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ máu, đôi mắt lạnh lẽo nổi giận trừng về phía Lục Vân. Đầu chọc đáng chết, tôi giết cậu. Vừa rồi Mạc Thanh Uyển chỉ muốn giúp Trương Vận một tay nên cũng không đánh thật, nhưng lúc này trên người đột nhiên bắn ra hơi lạnh. Đầu chọc đáng chết đánh một lần thì thôi đi, còn liên tục đánh mấy cái. Từ trước tới nay Mạc Thanh Uyển chưa từng gặp ai hèn hạ hạ lưu như vậy. Sự lạnh lẽo lập tức tuôn ra. Phản kích. Kết quả cô lại phát hiện tên đầu chọc này thực sự bá đạo, còn kẹp lấy eo mình để bộ phận cong vỉnh kia của cô hoàn toàn nổi bật lên. Chát 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 chát, lại một loạt cái tát. Mạc Thanh Uyển liều mạng giãy giụa, nắm đấm đập vào sau lưng Lục Vân. Nhưng Lục Vân căn bản không thèm để ý mà vẫn ra sức đánh bờ mông kia. Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Oán niệm trong lòng Lục Vân rất mãnh liệt, hoàn toàn xem Mạc Thanh Uyển là vương băng ngưng, không đánh cô chịu thua thì quyết không bỏ qua. Tôn Hiểu Tuyết và Trương Vận cực kỳ chấn động. Cái gì? Sắc mặt Phu trưởng lão bỗng trầm xuống. Ông ta quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, là người có tu vi cao nhất trong đông đảo các trưởng lão của Đan Dương Tông ngoại trừ tông chủ. Đương nhiên, so ra thì thuật luyện đan của ông ta cũng kém hơn một chút, bằng không sẽ không được phân phối chức vụ quản lý kỷ luật. Trương Vận nói, Phu trưởng lão, tên đầu chọc đó nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu lão, nhưng tôi hoài nghi hắn là người của môn phái khác trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và Vân Sơn Thư Viện. Mặc quần áo của Đan Dương Tông, giả thành đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó đi xúc phạm nữ học sinh của Vân Sơn Thư Viện, đây không phải là đang khích bác quan hệ sao? Phu trưởng lão phẫn nộ quát, thật là lớn gan, dám giả mạo thành đệ tử của Lưu lão, tôi thấy cậu muốn chết rồi. Tiếng nói của ông ta như sấm rền, nhanh chân chạy về hướng Lục Vân, người còn chưa tới mà khí thế uy nghiêm đã lan tràn đến. Chút khí thế ấy chỉ là trò trẻ con đối với Lục Vân. Hắn căn bản không để trong lòng, nhưng vẫn buông Mạc Thanh Uyển dưới cánh tay ra. Tóc Mạc Thanh Uyển đã lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc. Quan trọng hơn chính là đau. Vị trí cong vỉnh kia thực sự rất đau. Cô hận không thể dùng ánh mắt phẫn nộ làm thịt tên đầu chọc kia. Tôn Hiểu Tuyết vội vàng chạy tới an ủi, Thanh Uyển, cô còn ổn không, có cần tôi tới xoa xoa giúp cô không? Mạc Thanh Uyển vốn đang tức giận. Nghe Tôn Hiểu Tuyết nói vậy thì nhìn không được chừng cô ta một cái, hiện tại cô thấy chưa, tên đầu chọc đáng chết. Này thật là hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cô muốn nói Tôn Hiểu Tuyết mắt bị mù nên mới muốn đi quen biết người như vậy. Tôn Hiểu Tuyết lại nói, nhưng tôi cảm thấy vừa rồi cậu ấy rất bá đạo.
Lúc này Vu trưởng lão chạy tới trước mặt Lục Vân, mặt mày đanh lại muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu, cứ như đang tra hỏi phạm nhân. Trong mắt ông ta, Lục Vân thật sự là phạm nhân. Tốt nhất thành thật khai báo cậu là ai? Giả mạo thành đệ tử của Đan Dương Tông là muốn làm gì? Ông ta lại nhìn về phía Lục Vân, ánh mắt trở nên càng nghiêm khắc mấy phần. Vừa rồi cậu nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, thật giả tạm dừng không nói, chỉ tính đến chuyện cậu sỉ nhục Cô Mạc thì nhất định phải trả giá đắt. Trước giờ Vu trưởng lão chưa nghe nói Lưu Lão có đệ tử chân truyền, có khả năng Lục Vân là giả mạo. Dù là thật cũng không thể ỷ vào thân phận của hắn mà muốn làm gì thì làm, vậy thì kỷ luật của Đan Dương Tông ở đâu? Mặc dù thân phận của Lưu Lão rất tôn quý, nhưng không phải loại người không nói lý, không có khả năng dung túng đệ tử chân truyền của mình làm ra. Chuyện bại hoại thanh danh của Đan Dương Tông. Lục Vân thấy Vu trưởng lão chuẩn bị động thủ thì vẻ mặt trở nên nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói, vậy ông cảm thấy tôi nên trả giá gì? Rất nhanh cậu sẽ biết. Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi bỗng ra tay, nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên, Vu trưởng lão, chờ một chút. Hả? Vu trưởng lão nhướng mày, tạm thời thu tay lại rồi nghi ngờ nhìn về phía Mộc Bình vội vàng chạy tới, hỏi, Mộc trưởng lão, vì sao bà ngăn cản tôi ra tay? Vừa rồi trùng hợp Mộc Bình đi ngang qua cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh ở nơi này nên nhìn thoáng qua, nhìn một cái thì lập tức giật nảy mình. Khá lắm, vị Vu trưởng lão quản lý kỷ luật này lại xung đột với Lục Vân. Bà ta vội vàng chạy tới. Mộc Bình cũng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, dù sao tuyệt đối không thể để Vu trưởng lão ra tay, bởi vì dù ông ta động thủ cũng không phải đối thủ của Lục Vân. Ông không thể động vào người này, Mộc Bình nói. Vì sao không thể? Vu trưởng lão mày nhíu chặt mày lại. Cái này, Mộc Bình nhất thời không biết nên giải thích thế nào, tông chủ đã thông báo phải giữ bí mật thân phận của Lục Vân nên bà ta cũng không tiện tiết lộ. Nhất là còn có người của Vân Sơn Thư Viện ở đây. Vu trưởng lão lại tự tưởng tượng rồi trầm giọng nói, chẳng lẽ cậu ta thật sự là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, nhưng dù là thật cũng không nên vô pháp vô thiên như thế. Mạc Thanh Uyển vẫn chờ ông ta đưa ra một câu trả lời, nếu không làm gì thì về sau truyền ra ngoài thanh danh của Đan Dương Tông biết để đâu. Dung túng đệ tử trong môn phái xúc phạm cô, nhất định sẽ mang tiếng xấu đầy mình. Trương Vận tức giận bất bình, không kịp chờ đợi mà kể lại những tội ác vừa rồi của Lục Vân. Mộc trưởng lão, bà không biết vừa rồi thằng danh này quá đáng đến mức nào. Kỳ thật Mộc Bình rất muốn nói họ không chỉ không có quyền trừng phạt Lục Vân mà còn không có thực lực này. Bà ta cố nhịn xuống không nói. Nhưng Vu trưởng lão lại không vui, ông ta phụ trách quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, Mộc Bình vượt quyền thì thôi mà còn nói ông ta không có quyền trừng phạt Lục Vân. Đây không phải là đang bỉ mặt ông ta sao? Không phải đang nói đùa sao? Hôm nay dù Lục Vân thật sự là đệ tử của Lưu Lão, dù ông trời hay Giê-xu có đến thì cũng không cứu được Lục Vân. Ai cũng không cứu được hắn, lão Vu này nói đó. Vu trưởng lão sầm mặt lại, nói, Mộc trưởng lão, trừng phạt đệ tử vi phạm kỷ luật trong môn là bổn phận của tôi, bà đừng nhúng tay. Nhúng tay, bà đây đang cứu ông đấy. Mộc Bình trừng mắt, đành đi đến bên cạnh Vu trưởng lão rồi nhỏ giọng nói một câu. Người! Khụ khụ. Vu trưởng lão bỗng trừng lớn hai mắt, suýt đã nói ra mấy chữ, người thừa kế ý chí của Thanh Đế, cũng may kịp thời bị Mộc Bình cắt ngang. Hiện tại ông biết vì sao chúng ta không có quyền lực xử trí Lục Vân chưa? Mộc Bình khẽ nói. Vu trưởng lão mang vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Vân một cái. Thì ra người thừa kế ý chí của Thanh Đế thần bí kia chính là tên thanh niên đầu chọc trước mắt, nói vậy là mình thật sự không có quyền xử trí hắn. Nhưng ông ta phải trả lời cho Mạc Thanh Uyển thế nào đây? Nói cho cô sự thật. Nhưng Mạc Thanh Uyển là người của Vân Sơn Thư Viện, nếu nói cho cô biết Lục Vân là người thừa kế ý chí của Thanh Đế thì chẳng phải là báo cho Vân Sơn Thư Viện sao? Không ai muốn chia sẻ ngôi sao tương lai có đại cơ duyên này ra ngoài. Nói cụ thể hơn chính là, hiện tại chỉ có Đan Dương Tông bọn họ biết Lục Vân là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, làm thân với hắn thì về sau Lục Vân nhất. Định sẽ nhớ kỹ ân huệ của Đan Dương Tông. Nhưng nếu thân phận của hắn bị truyền đi thì nhất định sẽ có càng nhiều tông môn muốn đến chấp nối quan hệ với Lục Vân. Đến lúc đó Lục Vân còn nhớ kỹ Đan Dương Tông hay không rất khó nói. Vu trưởng lão rơi vào xoắn suýt. Trương Vận quan sát kỹ dáng người của Lục Vân,
chủ yếu là quan sát chiều cao của hắn, một lát sau hắn ta run lên bần bật, nhìn không được trừng lớn hai mắt. Hình như hắn ta đã đoán ra đáp án. Kỳ thật đáp án này không khó đoán. Vừa rồi Vu trưởng lão đã nói dù Lục Vân là lão đệ tử chân truyền của Lưu trưởng thật thì cũng trừng phạt như thường, nhưng một giây sau lại đột nhiên thay đổi thái độ. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh thân phận chân thật của Lục Vân còn khủng bố hơn đệ tử chân truyền của Lưu trưởng lão. Liên hệ với những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, không khó đoán ra đầu chọc tên là Lục Vân này chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Không thể không nói, đại sư huynh tông môn là Trương Vận dù thích ra vẻ ta đây, nhưng vào lúc mấu chốt thì đầu óc vẫn rất tốt. Sau khi suy đoán ra thân phận thật sự của Lục Vân, Trương Vận rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn ta lập tức thận trọng từ lời nói đến hành động. Không thấy hai vị trưởng lão đều cẩn thận như vậy sao? Làm sao Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết có thể không phát hiện sắc mặt bọn họ đã thay đổi, lập tức lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Quá kỳ quái. Mấy người này quá kỳ quái. Nhìn bộ dáng của họ thì hình như tên đầu chọc này có thân phận rất lớn. Rốt cuộc là thân phận gì kia chứ? Cô Mạc. Mạc Thanh Uyển nhíu mày liễu lại, đang suy tư thì đột nhiên lại bị vụ trưởng lão lên tiếng cắt ngang. Thực sự xin lỗi, tôi cũng vừa biết một việc, tôi thật sự không có quyền xử trí Lục Vân này. Vụ trưởng lão cười khổ. Mạc Thanh Uyển đanh mặt lại, hoài nghỉ trong lòng lại sâu thêm mấy phần, cô hỏi, vì sao? Bởi vì, vụ trưởng lão tạm dừng rồi nói, có lẽ cô không biết địa vị của Lưu lão cao đến mức nào trong Đan Dương Tông, ông ta là người giữ tháp Đan Dương Tháp, vai vế còn cao hơn tông chủ của chúng tôi. Mà Lục Vân là đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta nên dù Lục Vân phạm sai lầm cũng không tới phiên tôi xử trí. Vụ trưởng lão cắt ngang suy nghĩ của Mạc Thanh Uyển là do sợ cô tiếp tục nghĩ sẽ liên tưởng đến người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Đến lúc đó sẽ không giữ được thân phận của Lục Vân. Còn Lưu lão gì đó thuần túy là cái cớ tìm ra để chống đỡ thôi. Nhưng Vu trưởng lão, không phải ông vừa nói dù tên chọc đầu này là đệ tử chân truyền của Lưu lão thì ông vẫn trừng phạt sao? Chẳng lẽ ông cũng vừa biết? Được Lưu lão là người giữ tháp. Rõ ràng Mạc Thanh Uyển không tin lý do thoái thác này của Vu trưởng lão bộ. Vu trưởng lão nhất định đã sớm biết thân phận người giữ tháp của Lưu lão. Nếu đã sớm biết Lưu lão có thân phận tôn quý thì ngay lúc đầu khi biết Lục Vân là đệ tử của Lưu lão, Vu trưởng lão nên biểu thị mình không có quyền xử trí Lục Vân. Mà không phải nói câu vẫn phải trừng phạt kia. Vu trưởng lão thay đổi thái độ là sau khi vị nữ trưởng lão kia nói một câu thì thầm, cho nên nhất định không phải là vì Lưu lão. Mạc Thanh Uyển tiến hành phân tích thật nhanh, càng hoài nghi về thân phận của Lục Vân. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.